Hôm nay mình sẽ tiếp tục với những bài test ảo ma Canada ở trong Stickworld Legacy. Sau khi các bạn xem xong cái bài test ngày hôm nay á, thì các bạn sẽ thốt lên rằng ảo thật đấy, mình tin là như vậy. Các bạn có tin mình không? Nếu bạn nào không tin thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào video luôn các bạn ơi. Rồi, nhưng mà trước tiên á, là mình sẽ vô mua trang phục cái đây các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ quyết định là sử dụng đội hình là full băng. À, lần trước mình full lava rồi, lần này mình sử dụng đội hình full băng các bạn ơi. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ đi đánh ải, à, vượt ải trước cái đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ tham gia những cái bài test nha các bạn. Các bạn thấy đội hình bên đây nhìn căng không? Tại vì á, 3 star của nó với lại cung của nó là full đồ hết rồi nha các bạn. Còn bên mình thì sao? Bên mình là không có cái nào full hết ngoại trừ gọi là anh khổng lồ này thôi. Thôi bây giờ mình lên mình đánh luôn coi coi là mình đánh lại nó hay không nè. Chủ yếu là mình cần cung thôi các bạn. Mình cần cung nhiều nhiều một tí là mình có thể chiến thắng á. Mình nghĩ là như vậy. Rồi, come on, cố lên nào. Mình sản xuất thêm một người đào vàng nữa. Rồi, ơ, cái gì vậy? Chưa gì nó chạy hết rồi. Ơ, mình chưa kịp đánh nó luôn các bạn mà nó chạy rồi. Ui các bạn nhìn coi, cung của nó bắn quá khá là mạnh các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình có Sparta ở đây đỡ hết rồi cho nên là không lo. Trời ơi, nó bỏ nhà nó chạy hết luôn, vậy sao nó thắng nổi mình. Ờ, cái ải này chắc mình vượt qua dễ luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là vậy đó. Trời ơi, tụi này nó không đánh nha các bạn. Khi mình đánh nó các bạn thấy không, bỏ chạy hết bãi trọ hết luôn. À bây giờ nó mới lên. Giờ lên thì quá muộn rồi, còn gì nữa đâu mà đánh. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nè, hai bên phe băng đánh với nhau thì sẽ như thế nào. Từ mình sẽ rút lui các bạn, mình sẽ rút lui, mình sẽ không có gọi là hạ đánh lên vậy cho các bạn thấy nè. Hai bên gọi là băng hết nha, để xem đánh nhau thế nào. Hai bên đều bị đánh chậm hết các bạn thấy không? Trên đầu của hai bên đều có gọi là hình bông tuyết. Và bông tuyết nó sẽ làm chậm cái gọi là cái sức, cái lực đánh của gọi là những cái con người que nha. À, nhưng mà tiếc cho một cái là bên mình gọi là hạ cung nó nhiều hơn. Ui, bên nó cung cũng nhiều lắm chứ không ít đâu các bạn ơi. Wow, bên nó trâu quá các bạn. Coi bộ là bên mình cũng khá là căng à. Nhưng mà không sao, Sparta bên mình cũng khá là trâu. À, mình được cái con người khổng lồ các bạn ơi. À, tại vì nó không chịu sản xuất người khổng lồ. Mình có thể sản xuất nè. Mình không hiểu tại sao nó không sản xuất người khổng lồ các bạn ơi. Quay, đánh đi. Chà. Rồi, trận này chắc là thắng dễ đó bạn ơi. Cũng không có gì khó hết, tại vì tụi nó không có người khổng lồ. Thì cái này gọi là do tụi nó thôi, phải do mình. Yes. À, vậy là mình đã chiến thắng cái ải tiếp theo rồi các bạn ơi. 192 đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ qua ải. Úi, chỗ này là cây. Mà tại sao hồi nãy mình đánh với người băng ta? Ảo vậy? Rồi 193 luôn, mình sẽ đánh. À, bây giờ mình có 6 điểm nâng cấp. Mình sẽ nâng cấp đó là ai đây giờ trời? Có 6 điểm hả bạn ơi? 1 nè, mình sẽ nâng cấp từng cái đi. 2 nè, 3 nè, còn 3 điểm thì mình sẽ nâng cấp cung nè, kiếm nè. Rồi, úi cái gì đấy? À, rồi xong mình nâng cấp lộn rồi các bạn ơi. Thôi không sao, tiếp tục luôn. À, mình chỉ có 6 điểm thôi các bạn, để mình xem coi. À, trận này trận này mình đánh với gọi là người que bình thường nè các bạn ơi. Tính ra người que băng của mình á không có full đồ giống tụi nó các bạn ơi. Tụi nó full đồ quá trời luôn, đánh sầu lại trời. Thôi không sao không sao, mình đang sản xuất ra cái này, nó sản xuất ra nhanh lắm các bạn. Nhưng mà có một cái là tụi này nó lên nhiều quá, lên nhanh quá. À, bên nó có phù thủy, vậy là mình phải chơi từ kêu rồi các bạn ơi. Mình phải canh làm sao để mình đỡ phù thủy tụi nó. À, chứ mình đánh solo kiểu này không lại đâu, căng lắm căng lắm. Rồi bây giờ mình phải tìm đường mình chạy, mình sẽ điều khiển một Sparta để mình lên mình gọi là hả mình đánh phù thủy của nó nha các bạn. Nè, phù thủy với chúng tôi nè, phù thủy với tôi. Ây da, tôi đánh Sparta của mình văng đi bút chỉ cả xa luôn các bạn. Rồi lên anh em, này thì phù thủy nè. Rồi hay lắm, phù thủy nó mất hết một khúc máu rồi. Nhưng mà bên gọi là Sparta của mình, ui phóng lao các bạn ơi, 400 máu ghê ghê. Lần đầu tiên mình thấy phóng lao luôn các bạn. Đây 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 đây, nè nè, phù thủy một hit hay lắm, chỉ cần tiêu diệt được phù thủy của nó thôi là mình mừng rồi. Cố lên cố lên cố lên, chúng ta sẽ giành chiến thắng mà. Rồi rồi đây đây, đây. Mình sẽ đánh phù thủy trước bạn. Cái này là các bạn đang đánh. Ui phóng giáo 800. Ấy mà sao lúc nó phóng được lúc nó không phóng được các bạn, mình cũng không rõ nữa đó. Các bạn thấy rồi đó, lúc mình phóng được lúc mình có phóng được đâu, mình còn không biết làm sao để phóng lên đúng không ạ. Rồi hay lắm, rồi rồi rồi, nhà rẻ ha. Nhưng mà mình cũng thắng rồi các bạn ơi, nói chung là cũng khá là đơn giản cái trận này ha. Rồi được rồi, lên lên lên, bắn đi, đúng rồi bắn đi, mình sản xuất ra thêm kiếm tiền các bạn ơi. Còn một gọi là còn một trận nữa, cứ bình tĩnh. Rồi sao nữa, tí nữa mình cho các bạn coi bài test này hả, các bạn coi là các bạn thấy rồi, nó ảo lắm luôn á, ảo cực kỳ luôn. À bài test nha các bạn. À rồi, lui 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 lui, chuẩn bị lui nè, nó mà sản xuất ra cái mình lui liền nè nha. Ui bên nó gọi là đem ra mấy anh vàng nữa chứ, ảo vậy. Ui ơi mà tính ra nó khổng lồ, đánh luôn trời, có gì đâu sợ. Các bạn nhìn bên nó kìa, chỉ có một cầm kiếm thôi, còn nhiêu là khổng lồ thôi. Mà khổng lồ bên mình đánh được, bên mình đánh ổn, không sao không sao. Thôi mày thắng rồi còn gì nữa, mình nghĩ là thắng rồi đó. Mình thêm một người Sparta nữa, mình nghĩ là mình thắng các bạn ơi. Mình nghĩ là như vậy. Rồi come on, một Sparta nữa thôi, nhanh lên, tiền đâu. Vậy lẹ rồi, trận này thắng rồi các bạn ơi, thắng chắc rồi, không thua nổi đâu. Sparta mình còn nhiều máu mà. À, nhưng mà không có cách nào để bắn cung à. Ê phóng giáo à, cây vậy nè, phóng phóng ơi.
đứng gần thì nó không có phóng hay sao các bạn ơi? Phóng thì đứng xa đúng không? Rồi từ mình sẽ điều khiển một Sparta lên để mình tìm một thanh niên nào phóng giáo thử coi nha. Mong là phóng trúng, mong là phóng được nha. Lên 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 lên. Ủa mà còn ai đâu mà phóng? À, tụi nó bỏ chạy hết rồi. Trời thắng rồi các bạn ơi, thôi đánh luôn đi. Trận này thắng khá là đơn giản đó với mình. Nào, đó. Rồi, bây giờ á, để mình nói cho các bạn biết là bài test ngày hôm nay là bài test gì. Đó là mình sẽ sản xuất ra bức tượng siêu nhân. À, các bạn chắc chắn các bạn sẽ nói là ủa, lần trước anh sản xuất rồi. Nhưng mà khoan khoan, lần trước mình sản xuất ra bức tượng siêu nhân á là mình còn sử dụng thêm gọi là hạ người que khác để mình giành chiến thắng. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt là mình sản xuất ra bức tượng, nhưng mà mình sẽ không sản xuất ra bất kỳ một người que nào hết. Chỉ duy nhất một bức tượng có thể chiến thắng tất cả các dòng luôn, các bạn tin không? À, mình không chém gió đâu, mình sẽ test cho các bạn coi. À, bây giờ nè, mình có 8 điểm, mình sẽ nâng cấp bức tượng của mình lên à, full luôn nha. 6 điểm nè, 6 điểm là đủ rồi, tại vì nâng có 3 lần à. Rồi, bức tượng của mình là bức tượng băng nha các bạn. Ô, lava nữa à. Mình sẽ không sản xuất ra bất kỳ một cái thanh niên nào hết, rút hết cho anh. À, bây giờ bắt đầu nha các bạn. Mình chỉ sử dụng gọi là cái laser này thôi. À, mình sẽ sử dụng cái laser, các bạn thấy mắt nó sáng lên không? Tới đây hết luôn, tới đây hết, không ngại bất kỳ đối thủ nào. Bây giờ các bạn nhìn đi, từ xa nè, các bạn nói là cung mình không bắn được đúng không? Đừng lo, đừng lo, các bạn cứ bình tĩnh, mình tiêu diệt xong cái đám này trước đã rồi tính nè. À, cái này mình chọn đại một cái map luôn các bạn ơi. Rồi, các bạn thấy nó phóng xa rồi chưa? Lần này á là bức tượng gọi là hạ siêu nhân của mình nó đã gọi là nâng cấp rồi. Nó phóng nè, nó phóng lên tới đây luôn, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy gì chưa? Đấy, thấy chưa? Đứng xa cỡ nào nó cũng phóng tới hết các bạn à. Đấy, thấy chưa? Thì bây giờ các bạn nghĩ đi, bây giờ mình mà test với gọi là vua zombie thì sẽ như thế nào? Tại vì vua zombie nó không bao giờ đứng lại gần bức tượng, mà nó đứng xa bức tượng để nó tạo ra zombie. À, mình đang muốn cho các bạn coi đó. À, bây giờ tụi nó ra rồi, bây giờ bức tượng của mình gọi là hả, nó phóng nè. Các bạn thấy xa không? Nè, dài chưa? Từ đây mà nó phóng từ nhà tới trường luôn. Ghê chưa? Thôi bây giờ mình sẽ chọn đánh với chùm cuối đi các bạn ơi. Đánh sao cho nó ngầu tí. À, mình sẽ chọn cổ điển ha. À, nhưng mà chùm cuối ở đây á là chùm cuối vua zombie chứ không phải là chùm cuối kia. Bây giờ các bạn tin thanh niên này gọi là bị ngẫm trong một nốt nhạc không? À, ghê ghê ghê. Rồi, lên. Này thì mắt thằng đây nè, mắt thằng đây nè. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Đấy, mắt thằng đây các bạn ơi. Đấy, ghê chưa? Giờ tụi nó không thể nào mà chạy được. Phù thủy đứng ở đâu xa mức nào nó cũng tới hết các bạn. Các bạn thấy ảo chưa? Cho dù xa cỡ nào thì nó cũng tới hết á. Đó là cái gọi là mình đang rất là thích của cái gọi là cái bức tượng này luôn. Bức tượng này nó có nhiều sức mạnh lắm bạn. Mà giờ mình phát hiện ra đó. Rồi. Ê nhưng mà bức tượng đánh từ từ thôi nha. Kẻo gọi là lát coi đánh từ từ thôi. Đánh quá không được đâu, ngừng lại đi. Nó không ngừng lại được các bạn ơi. Ôi trời. Nó ba tia luôn kìa. Ảo chưa? Ảo chưa? Ôi đừng có đánh được bức tượng. Chưa gì hết, đánh thắng nữa à. Đi chạy đi, mình tranh thủ mình dọn bức tượng này lẹ luôn các bạn ơi, để cho tên chùm ra chứ bây giờ tên chùm nó chưa ra sao mà đánh được trời. Khó chịu thiệt luôn á. Rồi, chuẩn bị nào. Come on, chùm ra đi. Bây giờ á là chùm, nói chung là giờ chùm nào ra thì nó cũng đánh được hết các bạn. Cho nên các bạn đừng có lo. Đánh thoải mái luôn. Nhưng quan trọng là mình không biết là hả cái tên gọi là vua zombie này á có chịu nổi hay không thôi. Chứ mình thì mình chắc chắn là rồi lôi. À, anh ấy đã ra rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ là không có đánh nhau nữa nha. Mình sẽ rút hết đội hình của mình về. Không có cho đánh nữa. Đó, nó rút về rồi các bạn ơi. Thôi dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Rồi bức tượng ơi dừng lại đi. Ôi bây giờ tội nghiệp cái con vua zombie. Mình chưa làm được gì luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình chưa kịp làm gì luôn á. Trời, mất tiêu rồi còn đâu nữa. Cố lên nha, lần này là gọi là làm cho đẹp mà đẹp mặt gọi là da gì bộ tộc zombie nha. À, để xem coi nó làm gì. Rồi đó, quỳ xuống đó, quỳ xuống đựng lần các bạn nhìn nè, quỳ tội nghiệp chưa. Rồi nữa, bức tượng này ăn gian quá, người ta chưa tới mình là mình đã đánh rồi. Rồi thôi vậy các bạn đã thấy rồi đó, không cần phải làm gì luôn, nó đánh xa thiệt là xa luôn các bạn, không có con nào bước lại được gần nó luôn á. Bởi vậy các bạn thấy không, ảo ma chưa, đó, đứng ở nhà mà còn bị nó bắn nữa mà, huống chi gọi là đứng lại gần nó, đó, đứng cỡ nào cũng bị thôi bạn ơi. Này rồi chắc lẽ mình thắng rồi, thôi mình thắng luôn rồi để mình cho các bạn coi nó thắng như thế nào nha. Rồi sau đó mình sẽ gọi là thử với tên chùm. Nói chung á, các bạn tin không, bây giờ mình vô mình test với tên chùm chỉ trong gọi là hạ một nốt nhạc luôn không. Mới vô á mình mở gọi là hạ bức tượng lên là mình thắng luôn các bạn ơi. À, để xem coi như thế nào nha. À, giờ chưa? Uyên. Rồi, còn không biết nó còn tiếp viện không ta? Chắc hết rồi.
Thắng rồi các bạn, thấy không? Thắng nhanh chưa? Quá đơn giản luôn. Ghê chưa? Giờ các bạn tin ông bức tượng này nè. Thắng luôn nha. Thử nha. Vô. Chưa con nào kịp ra là con đó đã ngẫm rồi. Đấy. Sparta nè. Sparta này yếu quá các bạn ơi, đánh không đỡ được luôn. Rồi bức tượng. Gào. Gọi gọi tiếp viện. Tiếp viện lẹ lẹ đi chứ không là thua đó nha. Rồi đây, 4 tia luôn các bạn. What? Coi nhìn nó kìa. Một đống tia luôn các bạn thấy không? Nhiêu? 2 4 5 tia các bạn, được 5 tia nha, nó được 5 tia nha các bạn ơi. Rồi, nhưng mà mình thật sự phải nói là tội nghiệp cái con này. Tội nghiệp con này các bạn ơi. Trời ơi, nó đánh ai vậy trời, đánh không khí hả? Rồi xong rồi, bây giờ chuẩn bị nó bị đánh nè. Các bạn thấy không? 5 tia nha các bạn. 6 tia luôn kìa. Các bạn thấy không? 6 tia luôn kìa. Ghê chưa? Bây giờ tên chùm ra chưa chắc thì tên chùm đỡ nổi nè. Trời ơi, chưa gì nữa cái máu rồi, đánh gì nữa. Đây các bạn thấy tia nè. Đây phóng tia ra quá trời luôn nè. Quá trời luôn rồi, xong rồi. Thôi, trận này là các bạn thấy rồi đó, đủ hiểu ai thắng ai thua rồi đó. Một đống tia luôn các bạn thấy không? Ghê chưa? Wow, mình không biết làm sao được các bạn ơi, mình nó nhiều tia lắm. Ồ, thắng luôn rồi các bạn ơi. Tên chùm này bây giờ là không thể nào mà chịu được luôn. À, vì laser quá nhiều cho nên là không thể nào làm được gì luôn các bạn. Ui, trời 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 trời. Rồi rồi rồi, chuẩn bị đánh các bạn ơi. Ta 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 ta. Yeah. Bức tượng này phải nói là nó quá mạnh các bạn ơi, nó gọi là nó giống như bất tử luôn rồi, không ai đụng được nó mà. Đây rồi các bạn ơi, chùm cuối đây xuất hiện rồi. À. Bây giờ sao đây? Bây giờ chùm cuối xuất hiện rồi, mình sẽ cho đứng lại gần đánh nhau nè. À, cho nó ngầu các bạn. Hay đứng xa, các bạn muốn như thế nào? À, đứng xa hay đứng gần gì cũng chiến thắng thôi bạn ơi, không có thua nổi đâu. À, ủa đánh nhà mình kìa. Đánh lính mình kìa. À, con Sparta này căng rồi nha. Được đấy. Rồi, bây giờ là các bạn nhìn này nha. Đấy, ghê chưa? Ui dồi, nó dặm xa gồm 150 máu. Trời ơi, đầu vàng ngẫm hết luôn, tội nghiệp không. Rồi đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh bức tượng đúng không? Đánh đi, chấp đánh luôn, đánh nửa cây máu, đánh gần hết máu cũng được. Ơi, bức tượng này có hồi máu không ta? Khoan nha, đừng có chơi ngu nha. Chơi ngu lát thua đó. Rồi, thôi bây giờ mình thử coi. Cho đánh thêm cái nữa nè. Rồi. Chà, rồi, anh đây là gọi là đầy máu rồi. Nhưng mà bức tượng của mình bây giờ là cái điểm yếu nè. Nó đánh bức tượng của mình mắc máu nha, nhưng mà bức tượng mình được cái là hồi máu. Rồi, bây giờ là sao? Hả? Muốn sao? Hồi nãy phóng ra được 6 tia bắn đã lắm mà bây giờ được có 2 tia. Hơi fail các bạn ơi. Không biết là sao được 6 tia nữa. Rồi. Trời ơi, không. Chùm cuối solo còn không lại nữa. Nghĩ coi các bạn, nghĩ coi mấy con kia đánh sao lại. Wow, sao nó là nó mạnh chúng ta? Đã mạnh rồi còn bắn xa rồi nữa, tại vì các bạn thấy nè, nó bắn có 20 à, mà nó mỗi lần nó bắn khoảng chục lần 20, vậy đó là 200 máu. Ai chịu cho nổi? Hỏi. Hỏi, thấy chưa? Bắn vậy ai chịu nổi? Hỏi. Bên đây là đang đứng đào nè, tự nhiên không biết sao lên thiên đàng luôn. À, rồi, chạy ra làm gì phấn khích dữ vậy? Thua rồi, bên nó thua rồi, mình thắng chắc rồi. Wow, để mình xem coi có được 6 tia giống nãy không các bạn. Đây bây giờ nó đánh bức tượng nè để xem có được 6 tia không nha. Đấy. 6 tia đi. Đó 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 đó. Tạo tia rồi, tạo tia rồi. Come on, tạo tia ra. Đúng rồi. 2 tia, 3 tia rồi, 3 tia rồi, 3 tia rồi, 3 tia rồi các bạn ơi, 3 tia rồi. Come on. Cố gắng thêm nữa nào. Ôi, bức tượng nó đồ các bạn không? 2 tia này bắn bức tượng này cho nên là tụi nó không làm gì được, tụi nó ngậm hết luôn rồi kìa. Ơ, sao tự nhiên tụi nó ngậm hết vậy? Trời ơi, đang mong 6 tia mà cuối cùng không được rồi. Buồn quá. 2 tia các bạn, 3 tia. 2 tia này với là 1 tia nó là 3 tia. Đó, 3 tia này các bạn thấy không? Đó, ui, tội nghiệp. Tội nghiệp thanh niên. Làm ơn thêm tia đi, thêm tia đi. Ồ, đó 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 đó, các bạn thấy không? Tia nó dính nhau nè, dính nhau nè. Ui. Hình như là 4 tia hay 5 tia đó bạn ơi. Nhưng mà thắng rồi, thắng chắn rồi. Không thể nào mà gọi là thua được. Chiu, chiu. Yes. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cũng như comment như kiểu nếu các bạn phần chính muốn hồi nha. Và các bạn thấy là sức mạnh của gọi là hả gì ta, bức tượng siêu nhân của mình như thế nào? Nó có thể phóng được laser 1000m luôn đấy các bạn. Ghê gớm không? Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. À quên, các bạn muốn mình test những bài test nào nữa hãy bình luận bên dưới để mình thấy mình còn test nữa các bạn ơi.